đi tiếp nội dung tiếp theo nào. Bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ có một cái hằng số đi, hằng số mà chúng ta rất hay dùng, ví dụ như chúng ta có less cái số pi này, bằng 3.14 này, phải như này. Thì trong cái quá trình tính toán của tôi, chẳng hạn như tôi có một hằng số pi này, mà tính toán không may tôi viết pi được gắn bằng cộng bằng 1 như này, và tôi sẽ dùng con số log là hai cái đi, chuyển vào đây là pi. Ok, tương tự như vậy tôi con slope thuộc cả hai. Lại bạn sẽ thấy là nó lại có hai số. Số số 1 của tôi nó là 3.14 và số số 2 của tôi nó là 4.14, đúng không nhỉ? Thì cái này sẽ có vấn đề như sau. Ở đây cái hằng số, cái số pi của chúng ta nó là một cái hằng số. Có nghĩa là nó luôn luôn mang một cái giá trị là 3.14, chứ nó lại không được phép thay đổi. Được thay đổi. Vì vậy là khi mà bạn bạn lại cho phép nó được thay đổi như này thì nó sẽ lại gặp một trục trặc. Chẳng may bây giờ bạn đang muốn tính một cái diện tích hình tròn chẳng hạn, mà bây giờ số pi của chúng ta không may nó lại bị gắn nhầm thành số khác, thì diện tích chúng ta tính sẽ bị sai. Hoặc cái độ sôi của nước chẳng hạn đang là 100, bây giờ bạn chẳng may bạn tính toán trong quá trình làm chẳng may ấn nhầm một cái biến mà nó lại tính ra thành là có 98 độ thôi chẳng hạn. Thì nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là với những cái hệ thống mà liên quan đến kỹ thuật, nó đòi hỏi chính xác cao, có những cái tham số nó là hằng, nó luôn luôn là mang một giá trị cụ thể, thì chúng ta không thể cho phép việc mà chúng ta sử dụng nó là biến được, mà lúc này nó sẽ phải mang một giá trị chính xác và không được thay đổi trong suốt quá trình tính toán. Thì ví dụ bây giờ chúng ta như này thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề, đúng không, là nó đã thay đổi được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ tôi sẽ phải sử dụng một cái từ khóa là const. Const của số pi gắn bằng 3.14 như thế này. Và chúng ta sẽ không dùng thằng này nữa. Và lúc này thì bạn sẽ thấy là nó báo lỗi. Nó báo lỗi này. Báo lỗi này. Cái title assigned to convert const variable. Tức là cái thằng này nó không cho phép bạn thực hiện một cái nhiệm vụ, đó là làm phép cộng, và nó sẽ báo lỗi cho bạn là thằng đấy bị sai. Đấy, nó ra in ra 3.14 và chỗ này nó báo lỗi như này. Đấy, vậy là cái từ khóa const sẽ giúp cho các bạn là khai báo các cái hằng số. Bây giờ tôi có thể là nhập một cái thông tin, ví dụ như là less radius chẳng hạn. Radius được gắn bằng window chấm prom, chuyển vào đây, nhập bán kính chọn không nhỉ, hay chậm này, thêm một nháy nữa. Ok, sau đó thì chúng ta như buổi cái video trước chúng ta nó là gì, chúng ta phải ép kiểu đúng không, radius sẽ được gắn bằng number radius. Và bây giờ tôi chỉ việc tính thôi, lét một cái diện tích chỉ được gắn bằng 2 sao với pi sao với radius. Phải, và chúng ta có thể console log cái thằng diện tích này. Ok, nhập vào bán kính, ví dụ chúng ta nhập là 12 đúng không, ok một cái in ra một con số, đây chính là diện tích của hình tròn. Tức là cái số pi của chúng ta nó luôn luôn là một cái hằng số và nó không được quyền thay đổi, và đây là một cái ví dụ minh họa cho việc mà chúng ta sử dụng hằng, và cái từ khóa mà chúng ta dùng đến đó là const, hằng số. Ok.